nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả chuyện ma kinh dị liên kết với người âm nguồn của trường tồn qua giọng đọc đình soạn bây giờ là 11 một giờ năm phút phú nhìn đồng hồ đếm từng giây bất chợt nói tụi mình thực sự sẽ làm điều này sao dĩ nhiên rồi để chứng minh cho mọi người biết một sự thật rất ư là thật mà nhiều người không công nhận làm gì trên đời này có ma bảo trả lời vân đứa con gái duy nhất trong xóm khá dễ thương lên tiếng hay là mình về đi bây giờ vẫn còn kịp đó vân thấy sợ quá mình đang ngồi trong ngôi nhà dương nghĩa trang thành phố có điên mới không sợ phú nghĩ thầm đúng lúc đó long và luân hai đứa cuối cùng trong nhóm là anh em ruột long là anh mang đồ cúng đến vậy là phú và vân hết đường lui Phóng lao là phải theo lao Đồ cúng gồm có vài cây nến cỡ lớn Nhang đèn Không biết thằng Long nó tìm đâu ra Cái cách gọi ma y như trong phim Mỹ Lấy phấn đỏ vẽ ngôi sao sáu cánh Đặt nến trên từng đỉnh ngôi sao Cắt máu mỗi đứa trong nhóm Bỏ vào giữa tâm ngôi sao Năm đứa ngồi xung quanh Thằng Long bảo thì thầm trong miệng Những từ ngữ không ai nghe thấy Không cảnh thật đáng sợ Ngôi nhà chỉ dùng làm nơi nghỉ trưa Cho bác canh mộ Nên hầu như đã cũ nát tiêu điều Gió mạnh Các cánh cửa va đập vào nhau Nghe đến rợn người Nhìn qua cửa sổ là những ngôi mộ chen chúc nhau Khiến cho người ta cảm giác hoang mang Lễ cầu hồn dường như đã có tác dụng Khi Long vừa dứt lời Sáu cây nến cục nhang đột nhiên cháy mạnh Một luồng khí lạnh từ hình vẽ trên nền nhà toát ra Làm cho năm đứa trong phút chốc cảm thấy lạnh buốt Theo đó là một sự sợ sệt Nhưng bảo lấy lại bình tĩnh nhanh nhất Nói với Long còn gì nữa thì mày làm cho nó hết đi chứ Theo tài liệu tôi tìm thấy Thì linh hồn sẽ trả lời 6 câu hỏi Do ta nói ra Nhưng mà chỉ trả lời có hoặc không Bằng sáp nến Sau đó sẽ nói cái điều mà nó muốn viết bằng máu Ở tâm ngôi sao Bảo liền la lớn Đây là câu hỏi thứ nhất Có ma quỷ trên đời này không Nến ở trên đỉnh một ngôi sao Chạy xuống hiện ra chữ có Tuy không rõ ràng Nhưng cũng đủ để nhận ra được Thế mình về đi Vân sợ lắm Vân hét lên Đến đây rồi thì ai còn bản lui nữa Luân nói với Vân Làm cho nó xong rồi về Câu thứ hai lòng nói Thằng Phú nhảy vào miệng của thằng Long mà hỏi Ngày mai sổ số, số độc đắc ra số mấy Đỉnh ngôi sao kế tiếp lại hiện ra chứ có Thằng Phú quên mất linh hồn Chỉ có thể trả lời được có hay không Thằng Long cốc vào đầu của thằng Phú Thế là phí mất một câu hỏi rồi Thằng Luân thở dài Lần lượt mỗi đứa một câu hỏi Khi đã hỏi hết sáu câu Thằng Long nói to Chúng ta đã hỏi đủ sáu câu rồi Giờ là điều ngươi muốn nói Bỗng gió từ đâu thổi mạnh vào trong ngôi nhà Các cánh cửa bật ra Va vào tường Sáu ngọn nến tắt ngấm Từ đâu văng ra một tiếng người nghe rất ghê sợ Đến lúc này Con nhỏ Vân không chịu được nổi nữa Nó lại hét đòi về Và nhắm nghiền mắt lại Thằng Phú thích tình hình căng quá lên bảo tụi kia thu dọn rồi để về. đến lúc này mấy thằng kia cũng đã xả, không cần dọn đồ đạc, cả năm đứa bỏ chạy lấy người, chuồn ra khỏi khu nghĩa trang đó. sau khi chạy khỏi khu nghĩa trang, con vân là người xuống sức trước tiên, hai chân của nó trùng xuống, có vẻ như không thể chạy tiếp được. dù sao cũng đã ra khỏi nghĩa trang, cả nhóm đánh đi chậm lại. đến lúc này thằng bảo vẫn đang khăng khăng, ta vẫn chưa tin là có ma đâu mày, mày điên sao? Mày đã chứng kiến tận mắt rồi con gì Phú hét vào mặt của thằng Bảo Hai anh em Long và Luân thì thở dài Bó tay nó rồi Rành rành ra đấy Thôi thì mặc kệ nó đi Đã đến con hẻm nhà thằng Bảo Nó sẽ vào Không quên bỏ lại một câu Rồi tao sẽ chứng minh cho bọn mày thấy Là không có ma trên đời này Nhà thằng Long và thằng Luân Nằm trong một con hẻm nhỏ kế tiếp Hai anh em vừa rẽ vào trong hẻm Vừa bàn về lễ cầu hồn định làm lại một lần nữa sau ấy đã đến nhà của thằng phú nhưng nó vẫn muốn dẫn con vân về nhà vì con vân đang rất sợ sau khi đưa vân về nhà phú bước một mình trên con đường tối tăm xung quanh các ngôi nhà đều đã tắt đèn thứ ánh sáng duy nhất còn chiếu trên mặt đường là ánh sáng của các ngọn đèn đường phía trước là một ngọn đèn đã tắt xung quanh tối om có một bóng ai đó đang dựa vào cột đèn người đó mặc áo đen có nón khoác nón nhìn không rõ mặt lên tiếng nói với phú ngươi và các bạn ngươi đã làm một việc sai lầm mở cánh cửa nối tiếp hai thế giới các ngươi sẽ phải trả giá cho việc này bằng chính tính mạng của mình phú run rẩy mày nói cái gì quái lạ vậy đêm nay sẽ có người chết hãy cầu nguyện để người đó không phải là ngươi người bí ẩn nhếch mép cười sau khi nói xong người bí ẩn bước chậm rãi vào một con hẻm nhỏ và nhanh chóng biến mất ở màn đêm tối mịt. Đúng là một thằng điên, phố nghĩ như vậy, nhưng nó là ai mà biết được chuyện của mình và các bạn. Phố tự loay hoay với những câu hỏi không có lời đáp mà không nhận ra mình đã về nhà từ lúc nào. Bước vào trong nhà, cùng với những suy nghĩ mông lung của chính mình, phố chìm vào trong giấc ngủ. Bảo là người không tin vào ma quỷ, vẫn giữ ý kiến của mình, đang ngồi trong phòng riêng chơi game mà không hay rằng người bí ẩn đã đứng trước nhà bảo tới lúc nào hắn khẽ nói đêm này người sẽ là người đầu tiên sau lưng của bảo có cái gì đó chuyển động dù rất nhẹ nhưng đủ để bảo nghe thấy khi vừa quay lưng lại bảo thấy có cái gì đó lướt qua thật nhanh không thể nào mình vừa khóa cửa phòng rồi mà không ai có thể vào đây được rồi bảo lại tự an ủi mình trên đời này làm gì có ma chứ bảo lại chúc công tắc đèn mở đèn lên trong phòng không có ai ngoại nó Đèn bóng phụt tắt Căn phòng tối om Đâu đó trong phòng văng lên tiếng thần khóc Bảo mở chiếc hộp bàn lấy ra một cây đèn pin Khi vừa mở đèn lên Bảo dọi khắp căn phòng Chợt cảm thấy lạnh phía sau lưng Nó quay lại Đèn pin chiếu thẳng Khiến cho Bảo nhìn thấy một gương mặt xanh xao Tóc trắng bay lất phất Con mắt đỏ ngầu đang chảy máu xuống khắp khuôn mặt Nhìn thẳng vào nó Bảo định kêu cứu Nhưng bàn tay trắng hiếu chỉ còn chưa xương nắm lấy cổ của nó và bóp chặt cảm giác sợ hãi cùng với sự nghẹt thở xâm lấn cơ thể của nó mắt nó từ từ mở dần rồi sau đó là một sự im lặng tuyệt đối sáng nay phú dậy sớm để đi học khi vừa đi qua khỏi nhà qua một đoạn đường vắng bỗng gặp thằng nhóc hôm qua đứng bên đường dường như đang để chờ mình liền lên tiếng hỏi mày muốn cái gì người thứ nhất đã chết người thứ hai sẽ là ai đây người bí ẩn nói với vẻ đầy khiêu khích gạt qua lời của kẻ bí ẩn phú đi một mạch đến trường khi vừa vào trong lớp đã nghe luân hớt hải bảo rằng mày đã biết tin gì chưa thằng bảo bị giết đêm qua rồi đấy cách gì ở đâu thằng phú hỏi lại sáng nay ba mẹ nó mới phát hiện ra nó nằm ở trong phòng riêng bị người ta xiết cổ đến chết lạ một điều là khi cảnh sát không có tìm thấy dấu vết chống cử nghĩa là khi bị giết Thằng Bảo không có chống lại Người thằng Phú chợt đổ mồ hôi lạnh Nó loáng thoáng nhớ lại lời của người bí ẩn Người thứ nhất đã chết Người thứ hai sẽ là ai đây Không lẽ tin đó nói ra sự thật Nó và tụi bạn đã làm một điều không nên làm Bây giờ bọn nó sẽ phải trả giá bằng mạng sống Hôm đó thằng Phú không học hành gì được Nó toàn suy nghĩ về cái chết của thằng Bảo Và những lời nói của thằng nhóc bí ẩn Giờ về phú gọi thêm mấy thằng long luân và vân lại để bàn về cái chết của thằng bảo không khí nặng nề u ám bao trùm cả nhóm thằng luân đành phải lên tiếng phá tan cái không khí nặng nề nó nói có lẽ quanh đây xuất hiện một cái tên giết người hàng loạt thằng bảo xấu xố rơi vào tầm ngắm của hắn nên nó bị giết thôi tao nghĩ không phải như vậy đâu phú lên tiếng thằng phú kể về việc nó gặp kẻ bí ẩn hắn đã nói với mình những gì cho các bạn nghe sau khi nghe xong long và luân lập tức tỏ thái độ không tin mày mơ tưởng rồi làm gì có cái chuyện đó long nói chắc do mày hoang tưởng cái chuyện hồi tối nên là nghĩ ra cái chuyện này thôi luân lại thêm vào nói xong hai đứa bỏ ra về thằng phú tức tối định đi luôn thì nhỏ vân nắm tay lại rồi nói mình tin câu chuyện mà phú kể từ lâu mình đã không tin sự tồn tại song song của hai thế giới Giờ thì tụi mình phải làm sao Để thoát khỏi cái linh hồn đó Phú cũng không biết gì nữa Chắc phải tìm một ai đó thôi Hôm nay thằng Long đi đá phi pha với lúc bạn Luân ở nhà một mình Trời sập tối căn nhà hôm nay sao u ám quá Thằng Luân trột giả không dám vào Lại chuẩn ra quán nét Phía trước bỗng có một ông già bị ngã Nó vội chạy lại đỡ ông dậy Ông, ông có làm sao không vậy Ông già ngước mắt lên Bỗng từ mặt của ông ta máu chảy xuống đất lộn bộ từng mảng thịt từ mặt ông ta rơi xuống khiến cho ông ta máu me lòi cả hộp sọ ra ngoài trong cái cảnh tượng ấy thằng luân bỏ chạy được một khoảng nó ngoảnh lại nhìn thì thấy sinh vật đó đang chạy đuổi theo nó cảm giác kinh xạ lan khắp người của nó nó quay người bỏ chạy với tất cả sức lực của mình mà không biết rằng mình đang chạy đi đâu được một lúc luân bắt đầu thấm mệt đánh liều quay lại nhìn thì không thấy cái thứ đó đâu nữa nó thở dài, dừng lại Mà không hề nhận ra rằng Mình đang đứng trên đường cái Đúng lúc một chiếc xe tải chạy đến Tài xế thấy Luân liền thắng lại Nhưng khoảng cách giữa nó và xe quá gần Tin của thằng Luân chết Nhanh chóng được chuyển đến tai của tụi thằng Phú Thằng Long và con Vân Mỗi một nỗi sợ hãi nhăn nhúm Trong thằng Phú và con nhỏ Vân Bằng chứng về sự trừng phạt đã rảnh rảnh Tại nó biết rồi cũng đến tụi nó chết thôi Cho dù vậy thằng phú vẫn muốn bảo vệ con nhỏ vân đến hơi thở cuối cùng nhìn qua nhỏ vân đang xanh mặt phú cười gượng không có sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà phú sẽ bảo vệ vân đến cuối cùng nhỏ vân nghe thấy như vậy thì cũng vui lên chút ít phú nghĩ rằng đó là điều tối thiểu nó có thể làm cho vân vào lúc này hôm nay thằng long nghỉ chắc nó ở nhà lo đám tang cho thằng luân phú thở ra khi nào những cái chuyện như thế này mới kết thúc chứ trong giờ ra chơi Nhỏ Vân phải ở lại một mình trong lớp trực nhật Đúng ra thì có thằng Long trực cùng Nhưng nó đã nghỉ 3 giờ 40 phút chiều Nhưng mà sao trời âm u như vậy Phú ngồi trên cái đá dưới sân thầm nghĩ Trượt mây đen từ đâu kéo đến Khiến cho cả trường tối sầm lại Nhỏ Vân cứ tưởng là mưa Nó lại tiếp tục xóa bàn Gió từ đâu thổi đến đóng sầm cửa lại Đèn đóm thì cứ chấp tắt liên hồi Nhỏ Vân lúc này vô cùng hoảng sợ Liền ngồi thụp xuống hai tay ôm mặt mà la hét một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai con nhỏ vân nó quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả chợt ở góc cuối lớp hiện lên một cái bóng khi vân vừa nhìn thấy cái bóng hai hốc mắt đen thui không thấy chân mở cái miệng dài ra hét lên thật là ghê rợn lướt đến chỗ con nhỏ vân nhỏ vân nước mắt trào ra nó biết rằng đến lúc này mình đã phải chết nhắm mắt buông theo số phận một tiếng xoảng thật lớn vang lên một bàn tay nắm chặt lấy tay của con vân lôi nó ra ngoài nói về thằng long những tưởng nó ở nhà làm đám tang cho luân thì bây giờ nó lại ở một góc khuất trong công viên tự giàn vật mình tại sao đáng lẽ mình không nên đi chơi đúng ra mình phải ở nhà với luân mình đúng là đang chết một cái bóng lặng lẽ trưởng đến chỗ của thằng long nó vẫn chưa hay biết gì vừa khi cái bóng ám sát thằng long thì vú và vân chạy đến long hai đứa đậm thanh gọi cái bóng nhanh chóng biến mất hai đứa bây giờ làm cái quái gì vậy long hét lên nó vẫn còn sốc sau cái chết của thằng luân phú an ôi cái chết của luân không phải do lỗi của mày mày cũng không phải tự dằn mặt mình như thế chứ Không là tao chính tao đã hại chết nó chính là tao long lại hét lên dường như nó đã mất hết lý trí phú nghĩ rằng nếu bây giờ nói chuyện với nó cũng không được bèn nói là thôi bây giờ cũng đã trễ rồi có gì ngày mai nói tiếp Mày về nhà nghỉ đi Sau khi đưa thằng Long về nhà Phú bản với con Vân Bây giờ thì phải làm sao Thằng Long đang sốc sau cái câu chuyện của thằng Luân Không để nói về linh hồn được Vân cũng nghĩ như vậy Chỉ bằng để ngày mai Long nó bình tĩnh lại Mình sẽ nói việc đó với nó Hôm nay sẽ có một người phải chết Đó chính là Long Khang từ đâu xuất hiện Nói với Phú và Vân Sao hôm nay Long sẽ Nhỏ Vân đang nói bỗng nghẹn lời Nước mắt trực trào ra ngoài Có cách nào để ngăn chặn cái việc này lại không? Phú hỏi Khang Không có cách nào cả Các người có thể chạy Nhưng không thể trốn Bởi khi làm các lễ cầu hồn Các người đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình Nói rồi Khang bị mất Phú cố nói với theo Thật sự là không có cách nào sao? Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng hoàn toàn Hôm nay cha mẹ của Long đi vắng Nó ở nhà một mình Ngồi bó gối trong căn phòng riêng Không buồn mà đèn Có tiếng động trong phòng khách Nó lẩm bẩm Ba mẹ đi cả rồi Giờ còn ai trong nhà nữa vậy Nó lững thững đi xuống bếp Dường như không ai quan tâm tới chuyện sống chết nữa Dưới bếp không có ai Nó định đi lên thì nghe tiếng gọi Anh Long Long quay người lại Nó không tin vào mắt của mình nữa Đó là Luân Luân vẫn còn sống Long vội chạy tới ôm Luân Chợt có tiếng chuông cửa Luân chợt biến mất Long sững người lại Hay là mình đang nằm mơ Gạt đi chuyện đó Nó bước ra mở cửa Khi Long vừa ra khỏi bếp Luân lại xuất hiện một cách mờ ảo Không một tiếng động Nhìn Long nằm một nụ cười ma quái Long mở cửa Ủa Phú và Vân Hai người đến đây làm gì vậy Thấy mày ở nhà một mình Nên mà tao qua đây chơi với mày cho vui Phú cười rồi nói Thật ra chuyến này đến nhà Long Phú và Vân đã quyết tâm cứu Long khỏi cái chết 11 giờ 50 phút Cả hai đứa Phú và Vân đã ngủ say Long cũng gần như đã ngủ say Chợt nghe tiếng gọi của ai đó Anh hai Lại là tiếng của Luân ở phía cầu thang Long nghĩ Nó liền chạy đến phía cầu thang Thì thấy Luân đang đứng ở trên cầu thang Nhìn qua Long rồi nó lại biến mất Long chưa kịp hiểu chuyện gì Thì nghe tiếng Luân gọi ở trên sân thượng nó tốc tức chạy lên thì thấy luân đang đứng trên sân thượng vừa thấy long thì luân liền lùi lại long chạy theo luân đã lùi đến một góc sân thượng nó gọi anh hai lại đây anh em mình sẽ đoàn tu long vội chạy nắm tay của thằng luân nhưng long không nhận ra rằng luân không đứng trên sân thượng nữa mà đang chạy trên không trung khi long vừa chạy đến hổ chân bước ra ngoài phía dưới chân của nó là một khoảng không luân đang đứng trên sân thượng kể một tràng cười gây dở Long chụp được một góc sân thượng Mồ hôi vã ra như tắm Nó nhìn lên không thích luân đầu nữa Hai tay sắp tuột Long tuyệt vọng Định buông tay Thì một bàn tay chụp lấy tay của nó Long Long cố lên Phú đã chụp được tay của nó Lúc Phú tỉnh dậy không thấy Long đâu Bỗng nghe một chàng cười từ phía sân thượng Vội chạy lên Thấy Long đang bám vào sân thượng Sắp rớt xuống Liền chạy lại chụp tay của nó Tao chụp được mày rồi mày nắm chặt lấy tay của tao Phú là lớn Tao nghe rồi tao đang cố đây Rồi hai đứa lại nghe thấy một tiếng gọi Anh hai Long nhìn xuống thấy Luân đang ở dưới Là Luân, là Luân kìa Long nói với Phú Không, không phải thằng Luân đâu Nó chết rồi Đừng lừa tao, nó chưa chết Nó ở dưới kìa, tao sẽ xuống với nó Long bấu chặt vào tay của Phú Khiến cho nó chảy máu Phú vẫn quyết không buông tay không ta sẽ không buông tay đâu Có chết ta cũng sẽ không buông Buông tay tao ra Ta phải xuống Ta phải xuống với em ta Luân chờ anh Anh sẽ xuống ngay đây Tay của Long cứ tuột dần khỏi tay của Phú Vết cấu chảy máu nhiều quá Mắt Phú cứ mở đi Rồi tay của Long cũng tuột ra Long rơi xuống phía dưới Giữa cái đường cái là Khang đang đứng ở đó Một âm thanh chát chúa vang lên Phú vội chạy xuống gọi Vân dậy Cả hai tức thì chạy ra ngoài cửa thấy xác của long đang nằm trước cửa nhà máu từ nó loang ra một vùng rộng hai mắt vô hồn lắm nhưng miệng lại đang cười một cách mãn nguyện đồ khốn mày có phải là người không phú giật cổ áo của khang mà hét lớn khang lạnh lùng gạt tay phú ra Tôi đã nói rồi ta chỉ cần can thiệp một lần thôi những lần sau các người phải tự lo liệu một chiếc xe chạy vụt qua phú hoảng hồn nhảy vào bên trong lề đường khang đứng ở vạch ngăn cách giữa đường lúc chiếc xe chạy qua mà hằng đã bị mất. sáng hôm sau cảnh sát tới thụ án. đến sáng nhỏ vân vẫn còn run rẩy, nó đã tận mắt nhìn thấy cái chết của long. vân đang sợ hãi, không biết tới lúc nào sẽ đến lượt nó. sau khi thẩm tra xong hai đứa, cảnh sát kết luận rằng long tự tử, thả phú và vân ra về. bây giờ phải làm sao đây hà phú? chỉ còn lại hai chúng mình thôi. lo cái gì? vân ở nhà với cha mẹ mà, chỉ cần vân đừng đi đâu một mình thôi sẽ không có sao đâu. Tối hôm đó Phú không dám lên phòng Ngồi lì ở trong phòng khách với cha mẹ Cái thằng này là Hôm nay không có ở trên phòng chơi Mà lại xuống đây ngồi thế này Mẹ Phú nói Điện thoại di động của Phú rèn lên Alo Vân à có gì không Phú ơi Hôm nay cha mẹ của Vân có việc bận đi từ sớm Để thư ở nhà nói là ba ngày sáng mới về lần Phú tức tốc thay quần áo Rồi đi ra khỏi cửa Khi vừa ra khỏi cửa Ba Phú nói theo Đi đâu vậy qua nhà cái Vân à Bố thấy nó được đó Dáng mà giữ nha con Không để ý Phú đi thẳng ra cửa Bà nó thở dài Cái thằng này Có bạn gái rồi bắt đầu lờ bố mẹ nó đi đây Phú chạy một mạch đến nhà Vân Gõ cửa Tức thì Vân ra mở cửa Phú đến rồi à, làm Vân lo quá Tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ Nghe Vân gọi Phú liền qua đây Nếu Vân không có yên tâm Thì tối nay Phú sẽ ở đây với Vân Khang mày làm cái gì ở đây Vân ngoái lại nhìn Khang đang ngồi trên ghế sofa của nhà Vân từ lúc nào Lúc nãy khi ba mẹ cô trên đường đi Linh hồn toan làm hại cả hai người đó Nhưng mà ta đã kịp thời ngăn chặn nó lại Nên là đêm nay hai người hãy cẩn thận Nếu có thể cứu ba mẹ của Vân Vậy tại sao không cứu tôi và Vân Phú hỏi Vì hai người đó không có tội Nên ta có thể cứu được Còn hai người đã phạm tội Nên ta không thể cứu được mà chỉ có thể báo tin cho hai người biết chỉ khi nào linh hồn đó giết được hai người ta mới có thể dẫn nó về được chỉ khi nào giết hết chúng tôi sao vân hỏi bằng giọng run dậy thế thôi hãy bảo trọng khang đứng dậy bước vào trong nhà bếp rồi bước vào toilet phú chạy theo nhưng khang đã biến mất có vẻ như đêm này sẽ là một đêm dài đối với phú và vân trời đêm tĩnh lặng đến đáng xả phú và vân đang ngồi trong phòng vân ngồi trên giường chùm chăn kín mít chỉ trở lại đôi mắt giáo giác nhìn xung quanh phú ngồi ở dưới nền nhà cầm một con dao canh cho vân phú đã quyết tâm cho dù chết cũng phải cứu được vân gió nổi lên tiếng gió cây nghe xào xạc phía dưới nhà nghe có tiếng ai đó rồi phú nghe có tiếng bước chân đi lên cầu thang tiếng chân cứ từ từ chậm rãi đến cửa phòng của vân rồi tiếng chân dừng lại trước cửa phòng có tiếng gõ cửa cùng với giọng của lòng Mở cửa cho tao vào với Tao là Long này Vân định là lên Nhưng mà kịp lấy tay che miệng lại Phú cầm dao hướng về phía cửa phòng Lại có tiếng đập cửa Lần này là tiếng nói của Luân Mở cửa đi Tao đây mà Luân đây Đừng có lừa tao Mày không phải là bạn tao Mày là một hồn ma mà. Mày không thể lừa tao được đâu Phú la lên Gió lặng người cũng biến mất Không gian lại yên tĩnh như màn đêm vốn có Phú và Vân đều im lặng Chờ đợi xem hồn ma có động tĩnh gì không Nhưng không có gì cả Tuyệt nhiên là một sự im lặng Phú thở dài hạ dao xuống Bỗng gió thổi mạnh Cửa sổ bật ra Gió tràn vào trong căn phòng Cửa chính phòng cũng được bật ra Trước cửa là một thứ gì đó đang đứng Đen ngòm Tóc trắng bay lòa xòa Hai mắt không còn thấy lòng trắng Lòng đen gì cả Mà chỉ toàn là máu Máu từ mắt chảy xuống mặt Cái miệng cười ngoác lên đến tận mang tàn các người có thể chạy Nhưng không thể trốn Phú dơ dao chạy đến chém vào thân con ma Máu chảy xuống Nhưng con ma vẫn tiến đến Phú nhảy lùi về nói lớn Vân mau nhảy ra khỏi cửa sổ Tìm đường chạy đi Phú sẽ ở lại với con ma này Không nếu đi thì cũng đi Chết thì cũng chết Vân nói trong giọng nước mắt Phú liền ném con dao về phía con ma Dao đâm xuyên qua con ma Đụng vào tưởng rơi xuống đất Phú ôm Vân nhảy ra khỏi cửa sổ Hai đứa rơi thẳng xuống đất Phú xoay người Vân lên Để cả thân mình rơi trọn xuống đất Con ma đã ở dưới từ lúc nào Đang nhìn hai người cười hoang dại Phú vội bảo Vân Vân chạy đi Phú không thể chạy được nữa Vân cắn môi nhìn Phú Rồi vùng bỏ chạy Con ma nhìn thấy liền giật Liền giật đuổi theo Vân Phú lao theo nắm chân con ma lại Cái chân lạnh buốt nức nẻ Tao không để mày giết Vân đâu Tao sẽ sống chết với mày Con ma nhìn Phú cười Rồi cúi xuống nắm tay của Phú Bẻ ngược ra phía sau Khốn kiếp ta không tha cho mày đâu Phú la lên Con ma cười lên rồi biến mất trong màn đêm Phú la hét trong tuyệt vọng Quay lại đây hãy tha cho Vân đi Khang từ đầu bước đến Ngồi xuống chỗ của Phú Lúc này máu Phú đã nhuộm đỏ cả một vùng Linh hồn đó đang theo sau Vân Xem ra người đã phí công rồi Nó sẽ bắt được Vân bất kỳ lúc nào Phú dùng chút sức lực cuối cùng Nắm tay của Khang rồi nói Làm ơn hãy cứu Vân Anh muốn gì cũng được Xin lỗi ta không thể giúp thêm được gì Nhưng ta sẽ nói với Vân Về tình cảm của ngươi dành cho cô ấy Nhưng Phú không còn đó Để mà nghe Khang nói nữa Khang nhìn Phú hồi lâu Bất chợt đọc một bài tứ tuyển Âm hồn ngự trần thế Quấy nhiễu thiện lương nhân sách trời từng định đoạn, ám hầu diệt ác ôn, rồi khang đứng dậy và bỏ đi. Trời đã sắp sáng, không chừng Vân có thể qua được đêm này. Khang tự nói với chính mình, Vân chạy qua con hẻm nhỏ, rồi hẻm băng qua cái đường cái, qua đường cái rồi lại chạy vào một chiếc hẻm. Trên đường không biết đã tông vào bao nhiêu người, nhưng Vân cứ như vậy mà chạy, chạy mãi chạy mãi, đến khi không chạy được nữa, Vân rẽ vào một căn nhà hoang trong một cái hẻm nhỏ tối tăm. Thầm hy vọng con ma đó sẽ không tìm thấy mình Vân chạy lên tầng hai ngôi nhà Thấy một cái tủ bỏ trống Liền chạy vào trong đó để núp Đóng cửa lại Có tiếng bước chân xung quanh căn nhà Tiếng chân cứ đi qua lại khắp căn nhà Dường như nó chưa tìm ra Vân Rồi có tiếng nói vang vọng khắp căn nhà Vân ơi ra đây đi Phú mà Đó là giọng nói của Phú Vân toàn lên tiếng Nhưng không chắc đó có phải là Phú hay không Bèn im lặng và chờ đợi Phú đây mà Vân ra đây đi, mọi chuyện đã ổn rồi, không ai có thể hại được Vân nữa. Vân im lặng, tiếng bước chân đi về phía cửa. Vân sợ nếu đó là Phú, Phú sẽ đi mất, liền mở cửa nói lớn. "Phú, Vân ở đây này." Gió thổi mạnh lên, đứng đó và nhìn lại Vân, không phải là Phú, mà là con ma. Với đôi mắt đỏ ngầu và cười ngoác miệng, máu từ miệng của nó chảy ra, rơi lõm bõm xuống đất. Vân hoảng hồn chạy đi hướng về phía cầu thang dẫn lên sân thượng khi vừa chạy lên vân liền đóng cửa lại vừa lùi vừa nhìn ra cánh cửa có tiếng đập mạnh từ phía bên kia cánh cửa tiếng đập càng lúc càng mạnh vân lùi lại cứ nhìn cánh cửa chằm chằm cánh cửa không chịu nổi bung ra đó là một hồn ma lạnh lùng nhìn vân và từ từ tiến đến hai chân của vân run rẩy làm cho vân ngồi bệt xuống không nhắc chân lên được nữa vân không làm gì được nữa rồi đành phó mặc cho số phận hồn ma bước đến chỗ của vân thích thú với ý nghĩ sẽ hành hạ được vân cho đến lúc chết ngay sau hồn ma chỗ cửa lên sân thượng là Khang đang đứng đó nói với hồn ma mặt trời đã mọc hồn ma nhìn về hướng đông mặt trời đang nhô lên nó vội chìm xuống đất ở chỗ nó đang đứng còn đọng lại một vũng máu vân nhìn cảnh tượng đó rồi ngã xuống khang chạy lại đỡ vân dậy vân tỉnh dậy trong vòng tay của khang không sao rồi cô đã qua được hôm nay rồi vân hỏi bằng giọng yếu ớt thế còn phú phú đâu rồi khang nhìn đi chỗ khác và lắc đầu nhẹ không lẽ phú vân nghẹn lời khang dẫn vân về nhà lúc này nhà vân có rất nhiều cảnh sát cảnh sát thấy vân liền lại hỏi cung một người trông thấy khang liền tiến đến hỏi cậu là bạn của vân sao hãy theo chúng tôi để đi lấy lời khai Khang lạnh lùng nhìn thẳng vào trong mắt ông cảnh sát. Ông không biết rằng ông đang nói chuyện với ai đâu, ông tòa nã. Ông cảnh sát toát mồ hôi, lùi về phía sau một bước. Cậu, cậu là ai? Sao biết tên tôi? Khang quay lưng lại mà nói rằng: tốt hơn là ông không nên biết, ông tòa nã, về sự an toàn của bản thân và gia đình của ông. Rồi Khang bước từng bước chậm chạp hướng về một con hẻm nhỏ tối tăm. Khi đã bước đến đầu con hẻm, Khang quay lại nói một mình. Chỉ có những người sắp chết mới thấy được tôi thôi Ông Toàn à Ông là một người tốt Nhưng mà số của ông đã tận Khang bước vào trong con hẻm nhếch mép cười Rồi lại biến mất ở một ngõ cụt đầy bóng tối Vẫn đang được thẩm tra tại nhà Vài cảnh sát đang xem lại khu vực phía trên cửa sổ Bỗng có một người trượt chân rơi xuống Người đó chính là ông Toàn Vì khi té Ông ta vấp vào một miếng ngói Chúi đầu xuống nên đã vỡ sọ Tối hôm đó Cảnh sát đã hỏi cung Vân và thu dọn Và thu dọn xác của ông Toàn về Vân ở nhà Căn phòng thân thuộc lúc này Sao lại tối tăm và đáng sợ như vậy Sao không thấy Khang xuất hiện nhỉ Vân nghĩ rằng đó là người cuối cùng Biết chuyện và tin Vân Sao lại lạnh như vậy Cho dù Vân đã tắt quạt và đóng cửa sổ lại Có tiếng cửa chính khóa Vân chạy ngay lại Nó đã khóa lại Cả cửa sổ nữa Hồn ma không muốn cho Vân chạy lần nữa Nên đã nhốt Vân trong căn nhà này làm tù nhân trong căn nhà của chính mình Vân xoay người lại Hồn ma đã ở đó Không kêu gào hù dọa Mà chỉ yên lặng tiến đến chỗ của Vân Ý chí sống còn khiến cho Vân đã làm một việc không thể tin được Vân liền đánh liều chạy thẳng Xuyên qua người con ma Nó chụp lấy Vân nhưng hồn Vân đã chạy lên được cầu thang Lên đến phòng của mình Hồn ma điên lên Gào rú và chạy theo Vân Phòng của Vân đã toàn hoàng Do bị hồn ma phá mấy hôm hồn ma đã theo sau vân chạy lên tầng hai mở cửa phòng cha mẹ nhưng vô ích đã khóa trái chạy tiếp lên sân thượng không còn chỗ để trốn con ma đã chậm lại nó từ từ tiến lên vân cũng không chạy nữa mà đứng yên nhìn hồn ma vân nghĩ mình còn sống được đến lúc này đã là quá may mắn nhưng đến bây giờ thì số của mình đã tận thôi thì chẳng còn gì phải sợ nữa vân đứng im lặng nhìn hồn ma đang tiến đến nó vừa bước tới vừa nhếch mép cười Lộ ra cái răng nanh nhọn hoắt Vân và nó đã giáp mặt nhau Vân nhìn nó không một chút run sợ Đã sẵn sàng đón lấy cái chết Con màn nâng Vân lên Đưa ra ngoài sân thượng Đình sắp quăng Vân xuống dưới Nó thích thú với ý nghĩ đó Nó cười thật to và gây tởm Cuộc đời của Vân chợt hiện ra trước mắt Vân nhớ lại các bạn Bảo, Long, Luân và Phú Thế rồi Vân khóc Nước mắt cứ tuồn rơi cho dù Vân chẳng còn sợ điều gì nữa Con ma buông tay Vân nhắm mắt chờ đợi Rồi một cái gì đó lướt qua thật nhanh Và tóm lấy Vân vào trong sân thượng Vân mở mắt đó là Khang Cô không sao chứ Sau lưng của Khang Con ma đang giận dữ Nó gào thét rồi chạy thẳng đến chỗ của Khang Khang sau lưng kìa Khang quay lại phía sau Một tay nắm lấy cổ con ma nhấc lên không trung. Con ma cào Khang trong tuyệt vọng Khang nghiến răng bóp mạnh Con ma cứ cào cào Rồi tiếng cào chậm dần Con ma biến mất Đây là một vũng máu tanh tưởi Tại sao Vân hỏi nước mắt cứ tuôn rơi Vì cô nhắc tôi nhớ đến một ai đó Trong cuộc sống con người của tôi Khang quay lại Mắt trái không còn trọng đen nữa Mà chỉ còn trọng trắng Khang mắt của anh Đó là hình phạt Vì đã cứu kẻ phạm tội Nhưng cô đừng lo Chỉ là tạm thời thôi Khang chật mở dần trong mắt của Vân. Khang, anh đang tan biến, rốt cuộc thì anh là ai? Tôi là Âm Hậu, còn gọi là Khỉ của địa ngục, có trách nhiệm xử phạt người vi phạm luật trời, bắt những ác hồn quấy phá con người nơi trần thế và địa ngục. Chỉ những người gặp nguy hiểm đến tính mạng mới có thể thấy tôi. Bây giờ cô đã an toàn rồi, vì thế sẽ không được thấy tôi nữa. Khang đã tan biến gần hết, người trong suốt như pha lê. Vân không nói gì, chỉ òa khóc. Hãy sống tốt phần của tôi Và phần của Phú luôn nhé Khang cười với Vân Một nụ cười dịu dàng và ấm áp Như ánh nắng của buổi bình minh Vân ngước mắt lên Không còn thấy ai ở đó nữa Cô lặng thầm nói Tôi sẽ sống Vài tháng sau Vân đã trở lại cuộc sống bình thường Cô vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra Vân nghĩ mình sống phần của Khang và Phú Nên cô phải thật vui vẻ Khi Vân đi trên đường Nhìn thấy một tai nạn giao thông Vân nhìn quanh rồi nói Anh đang ở đây phải không con khỉ kia Giờ cô mỉm cười bước đi Đâu đó trong đám người đang đứng xem tai nạn có Khang Anh khẽ nói Cô thật sự giống như người trong cuộc sống của con người tôi Cô có biết không Anh nắng ấm áp tỏa xuống mặt đường Khang khoác một cái nón nền lên Đi hướng ngược lại hướng cổ Vân